Có hai người đàn ông đứng trước một bia đá phủ đầy rêu. Anh ấy có ý tốt. Người đàn ông thứ hai nói, tôi biết, chỉ là nó vẫn còn quá nhiều. Người đàn ông thứ nhất thở dài một cách bất lực. Tôi không bao giờ nghĩ rằng Kat lại là người đầu tiên ra đi. Anh ta luồn những ngón tay của mình qua mái tóc. Có thể thấy anh ta đang hơi run. Ý tôi là em ấy đã ở đây lâu hơn chúng tôi rất nhiều. Tôi đoán, tôi thực sự nghĩ rằng em ấy sẽ sống mãi. Anh ta tiếp tục nói, không một ai nghĩ rằng nó sẽ đến cả. Người đàn ông thứ hai đáp lại, tôi biết. Họ ngồi im lặng một hồi lâu, nhìn chằm chằm vào bia đá. Và rồi, có một tiếng hú của một con sói ở phía xa. Cả hai cùng giật mình nhìn lên vì tiếng động. Và khi nhìn lại, thì tấm bia mộ đã biến mất, không một dấu vết. Người đầu tiên tỏ ra bối rối, nhưng chẳng thể nói được một lời. Người thứ hai thì đi đến chỗ đó, nơi đã từng giấu một cái xác, nhưng đã từng rồi. Anh ta lấy ra một cái đầu mũi tên nhỏ bằng sắt ra khỏi túi và thả nó xuống. Nhưng thứ chạm đất lại là một chiếc răng nanh. Nó dần chìm xuống như thể chìm xuống nước. Người đàn ông đó lắng nghe một thứ gì đó, một dấu hiệu nào đó, một vài thứ đã xảy ra, nhưng không có gì cả. Khu rừng vẫn vậy, vẫn im lặng như thường. Cuối cùng thì họ cũng bỏ đi. Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Nếu các bạn đã xem video về sự thành lập của MEG thì chắc chắn rằng các bạn biết rằng Kat hay Catherine là ai. Còn nếu chưa thì mình có để link ở bên dưới phần mô tả nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về nhân vật Kat. Kat hay Catherine là một cựu giám sát viên cấp cao của MEG và cũng là em gái của thủ lĩnh MEG là Strike. Cô cũng bị kéo vào The Bike Room cùng với Strike và nhóm bạn của anh ta gồm Andrew, Reed và Jessica vào năm 2012, và cô đã cùng Strike và nhóm bạn thành lập lên MEG. Thế nhưng giờ Kat lại được xếp vào hồ sơ của những vật phẩm, chính xác là vật phẩm số 89, Kat. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Kat? Chúng ta hãy cùng nhìn vào hồ sơ của vật phẩm số 89 trước nào. Trong hồ sơ của vật phẩm, thứ đáng chú ý nhất trong hồ sơ là những tin nhắn trao đổi của một người thuộc MEG tên là Solomon Meyer và Overseer Andrew, cũng là một người trong nhóm của Strike. À, trước khi đó thì để mình giải thích về chức danh Overseer trong MEG nhé. Overseer là chức vụ cao nhất của MEG. Nhóm này là nhóm những người đã thành lập lên MEG, vừa là lãnh đạo chính, vừa là người nắm giữ nhiều kiến thức nhất, bao gồm Strike mang mã hiệu Overseer A, Kat Overseer B và Andrew Overseer C. Còn Jessica và Reed không phải Overseer vì họ nắm một số vai trò khác trong MEG. Đã giải thích xong, chúng ta quay lại với phần chính. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2026, Meyer đã gửi một tin nhắn cho Andrew về đề xuất công khai thông tin vật phẩm số 89, cụ thể như sau. Có lẽ điều này là hơi quá sớm, nhưng tôi cảm thấy điều này là cần thiết cho cơ sở dữ liệu. Có rất nhiều lịch sử ở đây mà không thể bị lãng quên. Ghi tên Solomon Meyer, MEG, cùng với tập tài liệu về Object 89, Former Overseer Kat. Tập tài liệu này cụ thể như sau. Vật phẩm số 89 là tử thi của cựu giám sát viên thuộc MEG là Catherine hay Kat. Cái chết của cô đã được giữ bí mật trong một khoảng thời gian vì sự tôn trọng cho đến khi người ta công khai rằng cô ấy chết vì nguyên nhân tự nhiên. Điểm đáng chú ý nhất của đối tượng là thực tế trong 2 tháng kể từ khi cô qua đời và sau khi được chôn cất, thi thể của cô không hề bị phân hủy. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2026, Overseer Kat đã được chôn cất mà không có quan tài ở level 135. Mộ của cô đã được trang trí bởi một bia mộ đơn giản, không đánh dấu, theo yêu cầu của cô ấy trước khi chết. Vị trí chính xác của ngôi mộ vẫn chưa được tiết lộ. Cùng ngày đó, Solomon đã nhận được phản hồi của Andrew về vật phẩm, nhưng phản hồi chỉ có một dòng duy nhất, từ chối yêu cầu, ký tên Andrew. Ok, mình biết một số bạn chắc chắn đang tự hỏi rằng tại sao lại là năm 2026. Mình không có một lời giải thích nào hợp lý hơn việc The Backroom đang ở một dòng thời gian khác hoàn toàn với thế giới thực. Vì sau cùng, The Backroom cũng chỉ là một mớ hỗn độn của các thực tại bị xếp chồng lên nhau mà thôi. Hoặc ít nhất là mình nghĩ vậy. Thế nhưng, Kat đã thực sự chết vào năm 2026. Nhưng có phải cô ấy chết vì một lý do tự nhiên? Chúng ta hãy cùng nhìn lại về tài liệu của vật phẩm số 89, cho thấy rằng cái chết của Kat đã được che giấu một khoảng thời gian trước khi được tiết lộ là chết một cách tự nhiên. Dù là nó đau lòng, nhưng theo mình suy đoán, phải có một lý do nghiêm trọng nào đó mới khiến cho các nhân sự cấp cao trong MEG che giấu về cái chết của cô và kết luận là Kat đã bị giết chứ không phải là bị chết một cách tự nhiên.
Vì rõ ràng, việc che giấu hẳn một khoảng thời gian đã khiến cho các nhân viên khác trong MBG cảm thấy kỳ lạ nên họ mới tiết lộ. Đồng thời, cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông ở đầu video cũng cho chúng ta thêm một chút manh mối. Mấu chốt chính là nằm ở chi tiết người đàn ông lấy ra đầu mũi tên nhỏ bằng sắt. Chi tiết này có gì đặc biệt? Chúng ta cùng đến với. Sau đây là tài liệu của thực thể huyền bí God of Cryot và cũng chính là manh mối cuối cùng trong cái chết của Kat. God of Cryot là một tài liệu liên quan đến một tổ chức hay một giáo hội tên là The Lost. Giới thiệu qua một chút về giáo hội này, The Lost là một thuật ngữ chung đề cập đến nhiều nền văn hóa cổ đại bên trong The Backroom đã liên minh với nhau nhiều năm xây dựng thành một nền tảng lớn được chia thành các đảng phái kín đáo. Mỗi phe của The Lost có văn hóa, quy tắc và thái độ khác nhau đối với các tổ chức khác nhau trong The Backroom. Dựa vào bản chất của giáo hội The Lost, thì một trong số họ là những kẻ phát hiện ra The Backroom sớm nhất vì một số thành viên trong đó có lai lịch hoặc nguồn gốc cổ xưa khi các vị thần được tôn thờ và đặt chân xuống nhân giới. God of Cryot là một điển hình. Nhưng nó đã được cho là một vị thần đã chết và câu chuyện đằng sau nó là gì và nó có liên quan gì đến cái chết của Kat? Sau đây là câu chuyện về cái chết của vị thần tai ương. Hàng ngàn năm về trước, rất lâu trước khi tổ chức MEG đặt chân đến The Backroom, mọi thứ đã rất khác. Lúc đó không có những tờ giấy dán tường màu vàng, không có những thành phố bị bỏ hoang, không có dấu hiệu của sự sống con người hiện đang cư trú ở trên. Thiên nhiên đã cai trị hồi đó, có lẽ bởi vì điều đó, con người chúng ta vẫn biết vị trí của họ trong thế giới rộng lớn này. Các vị thần, họ thường xuyên tới thăm chúng ta. Ban đầu họ giống động vật, nhưng xung quanh họ vẫn có một sự tôn trọng. Chúng ta đã ban cho họ những lễ vật. Ban đầu, những lễ vật rất ít ỏi, có lẽ chỉ là một đĩa quả mọng. Nhưng chúng ta nhanh chóng nhận ra rằng, khi những lễ vật của con người ngày càng xa hoa, những vị thần sẽ ngày càng làm nhiều hơn để bẻ cong các định luật để có lợi cho chúng ta, tăng năng suất cây trồng, chữa bệnh. Nó đã thực sự trở thành thiên đường. Theo thời gian, các vị thần cũng bắt đầu thay đổi. Họ bắt đầu trông ngày càng giống con người hơn. Và với sự thay đổi này, họ đã mang đến một món quà mới: kiến thức. Họ đã dạy cho chúng ta về những con đường. Và nhờ họ, chúng ta đã xây dựng được những con đường. Họ dạy chúng ta cách khai thác đá. Chúng ta đã xây dựng được những ngọn tháp cao để tôn vinh họ. Đây là sự khởi đầu cho kỷ nguyên mới. Và với những kiến thức mới mẻ này, tham vọng của con người nhanh chóng lớn mạnh. Ở một vùng đất nọ, có một vị vua, Sharo, là người tham vọng nhất. Anh ta nhìn thấy rằng những người dân của mình dù có hạnh phúc nhưng lại đang chết vì thứ gọi là tuổi thọ. Vì vậy, anh đã tìm đến nữ thần Kayan, một vị thần đã trông chừng anh ta trước đây. Anh ta đề nghị: Kayan, thật tuyệt. Tôi yêu cầu một điều duy nhất từ cô. Điều đó có thể khó khăn, nhưng tôi tin rằng cô có thể cho tôi điều đó. Tôi yêu cầu sự bất tử. Nhưng Kayan đã từ chối. Lời van xin của anh ta bắt đầu chuyển sang đe dọa. Nhưng cô vẫn đứng im, không nói một lời. Cô quay lại và đi vào rừng. Vì sự phẫn nộ, Sharo đã thề rằng anh ta sẽ trả thù. Và khi Sharo thông báo rằng anh ta sẽ săn lùng Kayan, các tín đồ và hầu cận của hắn ta đã ngăn cản. Nhưng hắn ta vẫn kiên quyết. Hắn đã bắt những hầu cận và những người thân cận với Kayan phải phạt bội Kayan nhờ vào quyền lực của bản thân. Vì sau cùng, những người đó chỉ là người thường. Họ rất hối hận. Sự xấu hổ của họ hòa vào từng đĩa thức ăn mà họ làm để tạo ra một bữa tiệc dụ Kayan theo lệnh của Sharo. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Kayan đã bị ám sát, chính xác là bằng một mũi tên bằng sắt. Các hầu cận không thể mô tả được âm thanh lúc đó. Sự thống khổ và đau đớn, sự phản bội, nó kéo dài rất lâu và cuối cùng khi nhìn lại, tất cả những gì nằm trên mặt đất chỉ là một con sói bị thương. Thanh quản của cô ấy đã bị cắt đứt. Cô ấy cầu xin bằng ánh mắt của mình. Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để giết một vị thần? Câu trả lời là sắt. Không biết làm thế nào mà Sharo biết được điều này, nhưng nó đã hiệu quả và Kayan đã qua đời. Dù vậy, Sharo đã đạt được điều ước của mình. Có lẽ như một món quà cuối cùng, hoặc có lẽ đó là một hình phạt, một lời nguyền. Sau cái chết của Kayan, không còn ai trong vùng đất của hắn chết nữa. Nhưng thiên đường thì không còn nữa. Hoa héo, mùa màng héo úa, nạn đói diễn ra. Con người thì già yếu đi, nhưng họ không chết. Đó là một lời nguyền, một cái giá phải trả,
một tai ương nên những vùng đất đã từng là thiên đường đó. Và từ đó, các vị thần dường như biến mất không dấu vết, không một lần xuống thăm con người. Và đó là câu chuyện được truyền cho những người tôn thờ Gaian cho đến tận bây giờ. Và giờ, chúng ta sẽ cùng đến với phần phân tích sâu với các chi tiết trong tài liệu của God of Cryot và vật phẩm số 89 nào. Trong phần tài liệu của vật phẩm số 89, các bạn có còn nhớ cuộc trò chuyện của hai người đàn ông ở đầu video không? Hai người đàn ông đó là ai? Chắc chắn, hai người đó đều là người của MEG khi họ đã biết đến Kat và có một mối quan hệ nào đó với Kat. Người đàn ông thứ nhất, theo các manh mối thì mình đã suy ra rằng đó là Solomon Meyer. Vì sao á? Trong những câu thoại của người đàn ông thứ nhất, có câu nói, em ấy đã ở đây lâu hơn chúng tôi rất nhiều. Tức, đây là lời nói của một người đến sau, mà Kat đã cùng Strake và nhóm bạn của anh bị rơi vào The Back Room cùng một lúc. Vậy nên, người đàn ông thứ nhất không thể là Strake, Andrew hay Reed được. Chỉ có thể là một người đến sau, và Meyer là một đối tượng phù hợp khi anh ta biết rõ về lý do cái chết của Kat. Và đồng thời cũng biết rõ về vị trí mộ của Kat, trong khi Kat đã đề nghị rằng trước khi chết không được tiết lộ vị trí mộ của cô. Và chắc chắn chỉ có những nhân sự cấp cao và một số thành viên trong MEG được phép biết điều này. Vậy nên, người đàn ông thứ nhất chắc chắn là Meyer. Còn người đàn ông thứ hai là ai? Theo mình nghĩ, đó là Strake, chắc chắn rồi. Quay lại những dòng tin nhắn trao đổi giữa Solomon Meyer và Andrew thì Andrew đã có từ chối yêu cầu công khai vật phẩm số 89. Và câu nói của người đàn ông thứ hai là anh ấy có ý tốt, là câu nói ám chỉ rằng Andrew làm vậy vì sự tôn trọng với Kat. Và ngay sau đó thì người đàn ông thứ nhất hai chúng ta vừa suy ra ở trên là Solomon Meyer đã thở dài một cách bất lực vì đã không thể đưa một đối tượng khá đáng giá và cần thiết lên cơ sở dữ liệu qua câu nói tôi biết, chỉ là nó vẫn còn quá nhiều. Dù chắc chắn rằng Meyer biết việc công khai vật phẩm số 89 sẽ thể hiện sự thiếu tôn trọng với Kat, khá hợp lý đấy chứ. Cộng thêm việc còn có một chi tiết cực kỳ nhỏ mà chắc chắn chẳng ai để ý trong tài liệu số 89. Đó chính là ở cuối tài liệu, chúng ta có thể thấy tài liệu này có đánh dấu Overseer Kat, Overseer Andrew và Overseer Strake. Điều này tức là Strake cũng góp mặt trong tài liệu, nên kết luận lại là cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông ở đầu video là cuộc trò chuyện giữa Solomon Meyer và Strake, hay cũng chính là người cầm đầu mũi tên và thả nó xuống mộ Kat. Đã xong những chi tiết ở tài liệu vật phẩm số 89, giờ chúng ta cùng đến với tài liệu của God of Cryot nào. Tài liệu God of Cryot hay chính là câu chuyện về Kaiyan, chỉ là một câu chuyện được mình chắt lọc từ các chi tiết trong tài liệu, vì thực chất tài liệu là một cuộc trò chuyện của một người đàn ông bí ẩn và một cô gái thuộc The Lost. Cơ bản thì người đàn ông đã trực tiếp hỏi cô gái về câu chuyện của những vị thần, hay chính là câu chuyện của Kaiyan mà mình vừa kể. Và cô gái đó đã kể cho anh ta, sau khi kể xong, cô ấy đã bỏ đi và làm rơi một chiếc đầu mũi tên, hay chính là chiếc đầu mũi tên đã giết Kaiyan, và người đàn ông đó đã nhặt được nó. Điều đặc biệt ở đây là câu chuyện trên chính là từ ký ức của cô gái đến từ The Lost. Cô ta cũng chính là một hầu cận của Kaiyan và đã phải chứng kiến Kaiyan ngã xuống. Tức là tuổi thọ của cô đã phải đến hàng nghìn năm rồi. Điều này có thể được giải thích qua lời nguyền bất tử mà Sharo và thân dân của hắn phải gánh chịu. Có lẽ cô cũng đã bị nguyền rủa. Thế còn người đàn ông trò chuyện với cô gái là ai? Mình chắc chắn rằng một số bạn sẽ nghĩ rằng đó là Strake, vì trong tài liệu này mình có nói đến việc người đàn ông đã nhặt được chiếc đầu mũi tên. Và trong tài liệu của vật phẩm số 89 thì Strake cũng nhặt được đầu mũi tên. Thế nhưng dưới cuối tài liệu của God of Cryot lại chỉ đánh dấu tên của Overseer Andrew mà không có Overseer Strake. Tức là Andrew là người đã nhặt được nó. Một số người đã bảo rằng có lẽ đó chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai thành viên của The Lost. Thế nhưng, nếu đó là một người đàn ông thuộc The Lost thì tại sao lại phải nghe câu chuyện của cô gái? Những thành viên của The Lost sẽ mặc định là được dạy và biết về lịch sử giáo hội của họ, nên điều đó khá là vô lý. Thế nhưng, còn một nút thắt là tại sao Strake lại giữ nó trong khi ở trong tài liệu của God of Cryot, Andrew là người nhặt được nó? Câu trả lời đơn giản là Andrew chỉ cần đưa cho Strake cái đầu mũi tên là được. Andrew và Strake là hai người bạn thân thiết của nhau. Họ cũng là hai trong ba Overseer, vậy nên việc trao đổi với nhau không phải là chuyện khó. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với lý do Kat đã chết nào. Các bạn còn nhớ việc xác của Kat không bị phân hủy chứ? Đây là một chi tiết cũng quan trọng không kém với chi tiết mũi tên. Kết hợp cả hai chi tiết lại thì mình đã kết luận rằng Kat đã bị giết vì bị ám sát bằng chính mũi tên của Kaiyan. Và The Lost là kẻ đứng sau chuyện này. Vì The Lost là giáo hội duy nhất còn giữ mấy thứ như thế, hay chính là cô gái là hậu cận của Kaiyan đã giữ mũi tên đó.
Và đầu mũi tên đó chắc chắn vẫn còn dính máu của Kayan, vì chỉ có máu của nữ thần mới có thể tác động đến điều này, mình suy đoán là như vậy. Thế nhưng đáng ra, Kat phải nhận được sự bất tử chứ, như Sharo và thần dân của hắn. Có lẽ, Kat đã bị Zlot đột kích bằng mũi tên. Cô đã nhận phải sát thương chí mạng khiến cô chết ngay lập tức. Nhưng đổi lại, cơ thể cô không bị phân hủy bởi máu của Kayan. Thế nhưng, vẫn còn một số câu hỏi như tại sao Zlot lại làm điều này? Tại sao Zlot không sử dụng những loại vũ khí có hiệu quả hơn mà phải sử dụng cái đầu mũi tên cơ chứ? Có khá ít thông tin về điều này, thế nhưng mình chỉ biết rằng Zlot có thù địch với MEG mà thôi. Tổng kết lại thì chúng ta có một dòng thời gian như sau. Vào một thời điểm nào đó, Kat đã bị Zlot ám sát. MEG đã phát hiện và che giấu cái chết của cô trong một khoảng thời gian và chôn xác cô vào ngày 3 tháng 1 năm 2026 ở level 135. Sau sự kiện, có thể Overseer Andrew đã gặp một cô gái đến từ The Lost và đề nghị cô kể câu chuyện về các vị thần với mục đích không rõ ràng. Sau đó, cô gái đã bỏ đi và đánh rơi chiếc đầu mũi tên, dẫn đến việc Andrew đã nhặt được nó và cuối cùng là đưa cho Strike. Dẫn đến cuộc trò chuyện của Strike và Solomon Meyer trong tài liệu của vật phẩm số 89 khi hai người cùng đi thăm mộ Kat. Đó là dòng thời gian mình đã tự suy ra dựa trên các manh mối mà mình đã tìm được. Thế nhưng nó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi. Thế nhưng sau cùng, Kat đã chết. Đây có lẽ là một trong những tổn thất không hề nhỏ đối với MEG. Khi trong ba Overseer, một trong những người chủ chốt của MEG đã ra đi, mọi người chắc chắn rất buồn. Nhưng có lẽ buồn nhất là những người biết được sự thật về cái chết của cô, đặc biệt là Strike. Là một người anh trai, nhưng Strike lại không bảo vệ được những người mình yêu quý, mà người ra đi lại là một người ruột thịt của anh. Điều này đã để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim của Strike. Kat đã bỏ Strike lại với MEG, cùng với những kỷ niệm thời thơ ấu và những ước mơ còn dang dở của hai anh em, chắc chắn sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thực hiện được. Tại sao chứ? Nếu Strike, Kat cùng nhóm bạn của anh không bị ném vào nơi quái quỷ này, thì họ đã có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nhưng có lẽ định mệnh đã sắp đặt anh tại nơi này để trở thành một tia hy vọng. Strike cũng không biết rằng sẽ còn bao nhiêu người mà anh yêu quý sẽ ngã xuống, hay rồi tất cả sẽ ngã xuống để lại một mình anh giữa một đống đổ nát hoang tàn của những ước mơ và kỷ niệm. Mà nhắc đến định mệnh, thật là nực cười.